Dạ cái bonsai Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị. Rất vui trở lại kênh. Hôm nay tiếp tục mình lại đến vườn kiển khủng của anh Tèo ở xã Tân Thiện, Chợ Lách, Bến Tre. Trước khi vào clip thì mời cô chú anh chị em mình xem một cái mấy cái mai rất là khủng luôn ha. Tàn rất là tròn đều luôn. Là đế cũ không cô chú anh chị các bạn. Ghép cũng nhiều mùa lắm, mình thấy con chắc 7 8 9 10 mùa trở lên ha. Thì cô chú anh chị coi hộp nhãn nào liên hệ ha. Có Phú Tân, cho Phú Đức. Rồi để mình nhờ anh Phương chia sẻ rồi chú chị hợp nhãn là liên hệ nha. Này có nhà bự bự mới cắt là để cái này rất đẹp luôn. Rồi chào anh Phương ơi. Rồi chào Linh ha. Chào tất cả anh em đam mê mai vàng có nước ha. Thì nay em thấy chú Dường á là một cái clip để giới thiệu với anh em một cái lô mai rép chợ Thủ Đức và Phú Tân ha. Đồng đất thì nói chung là 90% là Thủ Đức nha, còn Phú Tân thì số lượng nó cũng ít, khoảng 5-10 cây thôi. Thì bắt đầu mình quay sơ cái vườn á, đây là cây số 1 này ha. Thì hiện tại cái vườn này có khoảng 300 cây anh chị cô chú. Thì toàn bộ mặt hàng này vẫn giao lưu nha, nhưng mà chủ vườn đó là chỉ giao lưu với mình là tại vườn. Thì có để số điện thoại chủ vườn trên phần tiêu đề ha, thì anh em mình thích á thì cứ liên hệ chủ vườn ha. Với cái thứ hai nữa là cái quan trọng để em muốn làm cái clip này á là sẽ quay cho anh em biết là cái sự phát triển của cây mai ghép quán rễ á, khi mình trồng đất nó sẽ phát triển bình thường như cây mai green mình, nếu mà mình chăm sóc bài bản á nó phát triển hơn cây mai green mình luôn. Là làm cái clip này để chứng minh cho anh em biết là nhiều anh em nói là cây mai ghép, cây mai ghép á tuổi thọ nó không có, trồng nó không phát triển. Đó là cũng một cái sai lầm của anh em mình ha. Thì anh em làm cái clip này cũng như chia sẻ cũng như cái kinh nghiệm luôn ha. Rồi cho anh em mình tham khảo. Thì cái lô cây này á là vườn khoảng 300 cây. Giao lưu ít nhiều gì cũng giao lưu hết em ha, tùy theo giá cả. Với lại anh em mình mua lựa hay mua ngang gì đó thì cứ liên hệ chủ vườn, muốn mua thì mình đến tận vườn mình xem ha. Rồi đây em quay sơ cho anh em cái lô cây ha. Thì cái lô cây này á là cái hồi mà khi trồng á anh em, thì em giải thích cho anh em mình biết luôn. Hồi lúc trồng á thì nó nằm ở cái chậu 2 tấc là được ghép khoảng 1 năm rưỡi. Rồi bắt đầu là mình không tính thời gian đó đi ha, từ cái ngày mà đặt xuống đất trồng á là đến nay á là khoảng gần 5 năm. Là nếu tính luôn cái từ họ cây mai này là khoảng 6 năm rưỡi nha anh chị cô chú. Đây là cây cũ nè. Thì cây ghép mai ghép gốc nhất á, đặc biệt là mình trồng nó sẽ phát triển như cây mai green luôn, là nó sẽ thành cây mai green luôn ha. Đó. Cái hoành cũ của cây này là 46 nè, em đo là không có giỡn gian nha, rất chuẩn đó, rất là đặc, rễ nó bung như lên xù ha. Đó, còn đây là cái hoành thân của cái cốt ghép đó này ha. Đó, cái nó sàn sát quá, nó không có thoát thân luôn nha anh em, nó chỉ có cũ thôi, rồi hết cũ là tới chân cành nha. Hoành thân ghép nó 18 chuẩn luôn anh. Được. Thân thì được sửa lắc lượng từ nhỏ ha, rất đẹp luôn ha. Dạ, cũ nở rất là đẹp luôn, vàng xương rất là khủng luôn đó. Thì anh em mình có muốn vô lưu á, số lượng lớn mình về mình tòng mình chơi tết hay mình bứng đi cho thê gì đó thì rất là lớn. Em hảo cái chiều cao cho anh chị cô chú mình xem á, thì cây này khoảng 1m6 anh. Rồi chiều cao khoảng 1m6. Dạ. Đằng ngang thì nó khoảng 1m8, 2m, 1m6 có. Thì có những cây tầng ngang nó hoặc chiều cao cũng có 1m8, 2m luôn nha. Thì số lượng rất là lớn luôn. Rồi, đây cây cái tết này ha. Chưa qua có nụ cái nụ. Dạ nụ á thì cây tòng cái đất anh chị cô chú cái sự phát triển của nó sẽ gấp mấy lần lên chậu ha. Rồi, nút rồi. Bông nè nó. Chị cô chú mình xem ha, nó nè. Nó đóng như xương cá luôn với anh đó. Chỗ nào cũng đây nè. Chỗ nào cũng vậy. Chỗ nào cũng vậy. Chứ không phải là mình lựa cây nào cũng như vậy luôn. Bao nụ luôn. Hứa luôn. Này em lật lá chỗ nào cũng vậy chứ ha. Nè. Thấy ghiền quá ha. Thì cũng như vườn số lượng cây rất là nhiều nha anh chị cô chú, thì em chỉ quay sơ thôi ha. 5-10 cây cho anh chị cô chú mình tham khảo thôi. Nụ bao la nha, bao nụ luôn á. Tới cây thứ hai giống hịch luôn ha. Cây này cũ này ngồi như ông đẻ nha anh. Tàn tròn do luôn đó chú các bạn. Cũ nè. Đó. Đúng không? Để em hạo cũ này cho anh chị cô chú mình xem ha. Đó, đo ngay cái eo cũ ha. 45 anh. Rồi, 45. Dạ, nó rất là lớn. Mình tiến tới vài cây nữa đi anh. Thì cây nào nó cây cũng tương đối thôi. Cô chú chị không phải là mình ấy nè. Nó đi theo từng cây cho anh chị cô chú mình xem luôn. Này nguyên cái củ sù nè, củ dài thần luôn ha. Luôn ha. Đó. Này thứ ba vậy luôn ha. Chị cô chú thấy không? Ghê không? Củ này sùng nha, củ này hơn gan dạng gan rất là khủng luôn. Để thôi anh chị cô chú mình nói là cái này em cũng xin nói thêm luôn ha, thì tầm khoảng 6 năm về trước anh chị cô chú thì nhà vườn ở Bến Tre em chỉ phát triển được những cái loại rễ mai nó thường thôi, mà tòng nó đã nở củ như vậy. Còn những cái loại mẫu á, mà hiện tại hay bán trên YouTube anh em mình thấy rắn rít rồi đó, nếu mà tòng 6 năm sau cho em nghĩ chắc nó khoảng 3 lần như vậy. Cái này là hồi xưa chưa phát triển được cái rễ dài cho nên quấn những cái rễ cục nhỏ cục thôi. Dạ, nhưng mà tầm khoảng sau 6 mấy năm nó đạt được như vậy rồi. Trời tàn sát luôn. Nụ thì bao la nghe cô chú. Dạ.
Cái này là Phú Tân hả ta? Cây đó cái dẫu dạ. Phú Quý á. Phú Quý sớm mình có giới thiệu mấy cái clip trước á. Rồi, dạ, Phú Quý. Cây này là cây mai nái luôn nè. Thấy nó quá đẹp, trên có đang gầy giống xuống nè. Nụ bao la luôn, dạ. Xù gốc xù nữa, đẹp nữa nè. Quá xinh nụ luôn. Cây này như con heo luôn nè. Ồ, cái này là Phú Đức. Phú Đức. Quá trời tăng dùng. Cái này thì nguyên cái củ nó nằm hết hơn 6 phần dùng dưới đất rồi. Đây mình phải khai thác lên. Đó. Củ nữa không? Củ đây đo hào cái chiều dài củ cho anh em xem ha. Đó là tới đây nó khoảng 25 nè. Nhưng mà này nằm hết 5 phần dưới đất rồi. Quá trời luôn. Dàn xương thôi. Đeo trèo bình thường luôn nha anh chị chú. Quá trời cái dàn xương của chú anh chị các bạn ơi. Nó là tính tại vườn này của chú chị nhìn thấy là chó ngọc luôn. Đó thì như em nói như đầu clip đó, vườn nó sẽ có một số cây nó rất là lớn luôn. Quá trời đẹp luôn. Dạ, như cây này giờ nó cao khoảng 2 mét nè anh. Thấy không? Khoảng hước dây mình nè. Đang ngoài đây đứng cho đường xa đây rồi. Tán ngang nó cũng khoảng 2 mét luôn. Đó, cao rất là đẹp. Cũ thì thôi quá trời, dàn xương thì không phải diễn tả nào nó đẹp nha. Nụ thì bao nụ luôn, dạ, của chú chị bao nụ chơi Tết luôn á. Cũ này mình chỉ đi xước lướt qua thôi chứ thật ra nhìn kỹ lại nụ quá trời luôn chú chị các bạn ơi. Cô chú anh chị thích thì những cái loại cái bự thế này nên đến tại vườn nha. Dạ. Là vô chạy, vô thì cái cao. Mặt hàng này cũng giao lưu tại vườn thôi nha anh chị. Vườn ha. Quá trời cây này luôn không? Cây nào cũng vậy chứ. À, cây nào cũng vậy. Nụ không bao nụ luôn. Tàn. Cũ nụ cũ là bao hết. Cây nào cũng vậy nha anh chị chú. Đó mình qua cây tới bên đây cây này luôn lên. Cây này cây dẫu Phú Tân nữa lên. Quá trời nó chương chương cái mở cây đi điện cái cho để nó giận à. Nè, nụ quá trời luôn ha. Thôi cái cây nó giận. Quá trời luôn ha. Rồi. Gạt luôn hết chú chị. Mình khít luôn rồi, để qua Phú Tân. Rồi, cây này cây dẫu Phú Tân nè. Cây này tán ngang của nó anh chị thấy không? Nó khoảng 2 mét á. Thì cao chắc cũng khoảng 1,5 mét nha. Đây cây nằm bồn. Cây này thì bứng rất là dễ nha, mình chỉ nạp bồn. Dạ. Cây này cái dàn xương với cái dàn cũ này hay bị mệt chứ nó. Qua tời này. Nguyên cái nồi cũ. Này đo không được, ở đây vậy nằm sát đất luôn rồi. Mình không lấy cái hoành được thì nói chung mấy cũ nó cũng phải hai tay đó. Tên 46, tại vì nó lớn hơn mấy cũ nãy tước, mình quay mấy cũ tước nãy mình đo đã 45 46 rồi. Cũ này khoảng 47 48 á. Coi thấy hơn 50. À sát quá. Thì bây giờ lúc số lượng rất là lớn luôn anh chị chú. Nè, khoảng 300 ngoài luôn. Cây á. Lúc sẵn bao la luôn nè. Rồi giờ thì tôi quay sơn cái vòng cái sân này thì cũng như nằm khu trước ha. Thì giờ anh chị cô chú mình cũng theo chân em ha. Đi ra mày khu vườn phía sau ha, còn rất nhiều ha. Em sẽ quay tiếp cho anh chị cô chú mình xem. Rồi đi theo ha cô chú anh chị bạn. Đây qua một vòng gió nè. Rất là đẹp luôn nè. Dàn thật luôn ha. Nở rồi. Quá xá nụ luôn nè. Nụ bao nụ luôn cô chú anh chị các bạn. Cô Đức. Rồi đi ha. Cây nào có nấy rồi chú anh chị nè. Đó. Rồi đi lần sau cô chú anh chị các bạn. Còn vườn khác nữa để tới sau dữ hơn nữa. Cô chú đến tại vườn mà vô cái đường đi vô thấy cái chóng mặt này. Để đi luôn hay gì? Tắt đi. Rồi tạm ngưng đây ha, mình đi hay xa để thông cảm nha. Chứ cũng rất là nhiều chú anh chị các bạn. Rồi mình đi vô tiếp theo ha. Những cái này mấy con nhỏ nhỏ chú anh chị quán rễ mà nhỏ ha. Rồi lá bự ha, vì dừa cũng bự. Tất cả gắn rùa hay đèn của gít thì có đầy đủ cái bí ha. Còn gì thì có chú chị thích thì liên hệ nha. Nè. Rùa. Gít với chí bí có đầy đủ ha. Hàng đó mà tầm 6 năm sau chắc gấp mấy lần như hàng này. Đúng rồi, đây. À. Đó là hàng bự nè. Giờ anh tiến ra khu vườn phía sau nha anh chị cô chú. Đó là nguyên một cái khu lớn luôn ha. Quá khu ngoài này khoảng tầm mấy 200 cây á. Đó như cây em đang đứng nè, thì cây này nó cao giờ khoảng cũng khoảng 1m6, 1m7 anh chị cô chú. Từ mô ra ha, tán ngang cũng khoảng 2m ha, chỗ Phú Đức. Đó, rất là khủng luôn anh chị cô chú, mình tham quan nhìn từ xa ha. Cái độ xung lực mạnh khỏe thôi, khỏi nói. Trời luôn ha. Còn cũ thì không thấy tàn luôn. Dạ. Là cây là không có tính hất thân luôn, tàn, tính tàn, cũ không thân trong không thấy luôn. Trời ơi. Này mua về dễ nè, tại cái bầu nó dễ. Nó rất là dễ bướng anh, nó nằm tinh mô khơi không à. Mô khơi không. À. Quá trời luôn. Nãy đó ra. Thôi coi. Đây san sát luôn. Cây này ghê không? Dàn xương à. Thì mà cây nào cũng nụ bao la nha chú chị. Dạ. Mình quay tàn cho con chú xem thôi chứ. Cây này cũng vậy á, cây này cao cũng tầm khoảng 1m7 1m8 á. Đế thì cây nào cũng vậy anh chị chú, cũ cục không à. Có rễ gì nha con chú chị. Cũng 5 6 năm không mà gì thế. Dạ.
khủng lắm, mít hồng hay củ. Thì nụ cái nào cũng vậy nghe chú chị các bạn nè, nụ chơi tết không á, dạch lên là thấy, là thấy tàn hay tròn san sát hết trơn. Cái này là mà cái dạng như là chi tàn cái dạng không có, không có ấy, tự nhiên chỉnh sửa từ nhỏ hết à. Nó giờ nó thành theo nếp tự nhiên hết, nó tự nhiên luôn á. Đó. Đây cũng vậy. Thì cũng do vườn á anh chị cô chú, số lượng nó rất là lớn nha, không thể nào mà quay chi tiết từ cây cho anh chị cô chú mình xem ha. Thì quay khoảng 2 cây nữa thì em sẽ kết thúc video ha. Đó, như cây này rất khủng nè. Cây này tàn ngang và nó khoảng 2 mét hơn, 2 mét rưỡi á, cao. Cái này mua về bông nở khủng. À, cây này khó chịu, đủ sung đủ lực. Còn cái cũ thôi khỏi bàn, cũ với dàn sơn thì anh em yên tâm ha. Đó. Những cây xuống trồng mô chỗ vườn anh Tèo thì lựa cây hàng VIP để trồng hơn cái gì các bạn. Để mình xuống đất ha. Cái cây này quá trời cái tàn luôn lên. Nguyên con heo luôn đã nằm. Cây này tán ngang 2 mét mấy á. Quá trời luôn. Thôi nguyên cái cũ. Quá tệ cũ đế anh. Nằm xây toàn qua tới bên này luôn. Cốt kép thì bắp tay hết rồi. Rất là lợt cây. Đó. Còn do đã xuống mít luôn chú chị. Nè nụ nè. À, mình đâu có nói thêm bớt đâu, lật lên rồi. Mỗi cây. Quá có lá là có nụ á. Đi dài giặt lên nè. Bông nụ lá cho nên có biết nhiêu bông nữa. Có lá là có nụ á. Thấy không? Bộ nụ 5 6 7 bông 3 4 6 bông gai chùm chùm cũng có lá là có nụ à. Đó. Nhánh này thôi khó khó chịu. Dạ. Rất là nhiều tới trên đọt hơn chú chị các bạn đó. Cây nào cũng vậy chứ ha. Đó. Rồi do cái video nó cũng khá dài đó anh chị cô chú, thì em cũng xin kết thúc video đây ha. Thì đây là cũng như là toàn cảnh cái khu vườn phía sau của chú Tèo nè. Thì anh chị cô chú mình có muốn mua giao lưu á thì liên hệ qua số điện thoại của chú tên phần tiêu đề ha. Dạ. Thì mặt hàng này chỉ giao lưu tại vườn nha anh chị cô chú. Dạ, rồi em xin chào và hẹn gặp lại ha. Rồi chào Phương chia sẻ luôn. Đây rất là nhiều luôn ha, mình đi dần dài sơ sơ thôi nha. Đó. Đi trong mặt luôn ha, tàn rất là tròn luôn. Cái nào cái nấy chị ha, toàn là cũ không nha chú chị các bạn. Tất cả củ không ha. Này củ nhỏ là củ bự. Rồi mình kết thúc video tại đây. Cô chú anh chị yêu thương cái nào thì là đến tại vườn nha cô chú anh chị các bạn. À, bông sáng bự luôn, chuẩn bông luôn ha. Nè. Đặc biệt là ở đây là vườn này chỗ này là bao tết luôn, nụ luôn ha, bông luôn ha. Rồi xin chào luôn cô chú anh chị các bạn ơi.